Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục đi bảo dưỡng cho một khách hàng, đó là nhà chú Thanh ở Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và sau đây mình sẽ xin một vài cảm nhận của chú mà sau cái thời gian dài sử dụng chiếc ghế, xem chú có cảm nhận như thế nào. Được, cháu chào chú Thanh ạ. Vâng, chú ơi, là đầu tiên thì cháu rất cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng sử dụng chiếc ghế massage luxury bên cháu. Thì trong cái thời gian gần đây sử dụng thì chú có cái cảm nhận gì về chiếc ghế này không ạ? Báo cáo với anh, trước tiên tôi là một khách hàng đã tin tưởng dùng cái sản phẩm của công ty. Ngay từ buổi đầu tôi đã được nhận được sự chăm sóc rất là chu đáo và tận tình của nhân viên khi về lắp đặt. Trải qua quá trình dùng đến năm thứ ba rồi, sản phẩm dùng rất ưng ý, không có hỏng hóc sự cố kỹ thuật. Còn hôm nay là theo cái định kỳ công ty có đến bảo dưỡng cho cái chiếc ghế của tôi, thì đối với là người tiêu dùng thì tôi cũng thành thật nói rằng đối với phân khúc của cái lúng tiền như thế này thì chắc rằng cái Fuji này sẽ là hài lòng cho mọi người. Đối với cá nhân tôi thì tôi cảm nhận rằng cái thứ nhất là đối với sản phẩm như thế vừa túi tiền vừa phù hợp với người dùng, và cái chế độ chăm sóc cũng như bảo hành của công ty như vậy là tin tưởng rằng chắc chắn là công ty sẽ phát triển tốt. Dạ vâng. Đấy. Cũng hôm nay là tôi cũng được công ty bảo dưỡng cho nhân viên bảo dưỡng. Thì cũng trong gia đình thì cá nhân thì cũng trước tiên là cũng xin thành thật là cảm ơn về cái sự quan tâm của công ty đối với quý khách hàng. Sau nữa cũng chúc cho công ty ngày càng phát triển, ăn nên làm ra. Dạ vâng. Và rất cảm ơn những cái điều cái chia sẻ vừa rồi của chú ạ. Dạ vâng, cháu chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe để đồng hành mãi bên chiếc ghế Fuji bên cháu. Dạ vâng, cháu xin cảm ơn chú ạ.